Các con nghe cô Lan đọc và quan sát bài viết để chúng ta luyện viết vào vở. Chúng ta bắt đầu nào. Hai bà Trưng, thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Đình ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Chúng ta luyện viết bài chính tả tiếp theo. Trần Bình Trọng năm 1285 giặc nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng chỉ huy một cánh quân không may xa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc giặc tức giận giết ông khi ấy ông mới 26 tuổi Các con chăm chỉ luyện viết hàng ngày để chữ đẹp. Cô Lan chúc các con chăm ngoan, học giỏi và ngày càng viết đẹp hơn. Cô Lan chào các con.